danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sang danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Xin cộng đoàn hiệp ý với những người xin khấn trong tuần qua. Bà Khiêm xin cho ông được mạnh khỏe bình an. Một người tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Martin đã cho bán được nhà và mua được nhà mới. Xin cho anh Giuse Trang Giang được Chúa chữa lành bệnh. Một người xin được gặp thầy gặp thuốc, được Chúa chữa lành. Một người xin cho con cái được ăn năn trở lại và sống đức tin. Một người xin Chúa thanh hóa công ăn việc làm tốt đẹp. Một người tạ ơn Chúa vì đã được như ý. Một người xin cho gia đình trên thuận dưới hòa và được mọi sự lành bằng an. Gia đình anh Đức Ngọc Anh, xin cho gia đình được mạnh khỏe bình an, cho mẹ được chữa lành bệnh bướu cổ. Chị Cecilia xin được bớt đau đớn, xin ơn chữa lành. Làng gà giáo đoàn La Vang xin tạ ơn và xin ơn bình an hiệp nhất yêu thương. Một người tạ ơn vì đã được bình an và giấy tờ thuận lợi. Một người xin mau được hết bệnh. Một người xin ơn như ý. Bốn người xin ơn bình an. Ba người xin khỏi bệnh và có sức khỏe. Hai người xin cho vợ chồng hòa thuận, thương yêu và chung thủy với nhau. Hai người xin cho con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo. Ba người xin ơn sống đời dâng hiến. Ba người xin ơn hoán cải trở về cùng Chúa. Hai người xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt hơn. Ba người xin cho được đi đường bình an. Một người xin cầu cho các linh hồn. Một người xin cho con cái học hành tấn tới. Một người xin ơn chữa lành hồn xác. Một người xin vượt qua cơn gian nan khốn khó. Ba người xin cho giấy tờ thuận lợi đậu phỏng vấn. Văn phòng ơn gọi xin thêm cho ơn gọi cho phủ tỉnh và ơn biển đỗ cho các thầy. Một người xin cho các cơn dịch bệnh mau chấm dứt. Một người tạ ơn vì giấy tờ đã được thuận lợi và đậu phỏng vấn. Ba người tạ ơn vì được như ý. Một người tạ ơn vì đã được bình an. Trong thinh lặng mỗi người chúng ta hãy dâng những ý nguyện riêng. Lạy Thánh Martin, rất khiêm nhường, lòng thương yêu nồng nhiệt của người, chẳng những che chở các anh em tung nghèo, mà lai ca những thu vật ngoài đồng. Thật là gương huy hoàng của Đức Ba Cai. Chúng con kính mừng và cầu khấn người, từ tòa cao người ngơ. Xin đoái thương nhận lời anh em tung nghèo kêu xin, để chúng con được bắt chước nhân đức của người, mà yên vui trong địa vị Chúa đã đặt, và được mạnh mẽ can đảm vác thanh ra theo chân Chúa cứu thế và mẹ sầu bi. Sau hết được về nước thiên đàng, vì công nghiệp Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Chúng con trong cõi ra thanh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiêu thôn Đức Nữ đồng trinh hiển vinh sang lang. Lạy ra thanh trái tim Đức Chúa Giêsu. Lạy trái tim cực thanh cực tịnh ra thanh Đức Bà Maria. Lạy ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Con xin cảm ơn quý cha, quý sơ và quý cộng đoàn.